Ok. Và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Modern Warfare phần 3. Ai đây? Ui. Bị đánh tơi bời hết rồi. 20 phút. Cái này là 20 phút trước không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Này đang trên máy bay này, chuẩn bị rớt nè. Thì hình như trong cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ đi tìm một cô gái, mà cô gái quan trọng nha. Hình như cô gái đó có cái mã code để kích hoạt hạt nhân gì đó, cho nên là chúng ta phải đi tìm cô gái đó, bảo vệ bảo vệ cô gái đó ha. Chết mẹ rớt luôn. Thằng nào bắn đâu? Rồi chúng ta sẽ tiến vào. Đây là Sandman. Mr. Sandman. Yeah. Mình rất là ngán phải đánh nhau trong mấy cái văn phòng như thế này, tại vì nó núp khắp nơi luôn, nó trốn đủ chỗ hết. Dạ. Mẹ bắn chưa chết kìa. Xuống gì đây? Spark 12 Red Dot. Spark 12 trong mấy tình huống như thế này cũng rất là lợi hại đó chứ các bạn. Tại nó bắn dính chùm á. Mù nè. Trời. Lũ đạn gì mà nổ ghê vậy? Để mình coi cái lũ đạn này là lũ đạn như thế nào. Nãy thấy nổ rùng 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 ghê quá. Thử coi. Trời ơi. Nó là lũ đạn mù đó các bạn. Nó nổ như pháo bông vậy đó. This is Metal 01, roof secure. Green light on granite. Tiếng lại anh em ơi. Frost, get on Overwatch. Thằng của Nga kìa. Súng gì đây? Target. Mục tiêu bên kia. Ok, chuyển sang súng ngắm. Rồi xong, mình đã clear team nó rồi. Làm gì đây? Granite 01, Overwatch established. Copy that, we're inbound. Got targets in the LZ, missiles loose. Oh, 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 quá trời ơi. Bảo vệ mấy anh này. Mấy anh này đang đáp xuống. Granite team is on the deck now. We're taking fire! Granite's got company, doorway on the left. Trời ơi, bắn chết chùm chùm luôn. Này, này. Rồi, đi đâu đây? Ủa, đứa nào ở dưới bắn vậy? Chết bà mày. Chết bà mày. Bom số 4. Đó.
mình chiếu vô chiếc xe tăng. Mấy chiếc A10. Đồ. À, này là mấy chiếc máy bay A10 đó các bạn. Lợn lòi A10 á. Biệt danh của nó đó. Yeah. Chết bà không? Chẳng còn một chiếc. Tao sẽ xử mình luôn. Đó. Lý do chiếc A10 này có biệt danh là lợn lòi, đó là khi nó bắn, nó có một khẩu sáo nòng to gắn ở mũi. Khi nó bắn nó phát ra âm thanh giống như con tiếng con lợn gì đó, lợn lòi vậy các bạn. Cho nên là biệt danh của nó đó. Heo rừng á. Lợn lòi heo rừng gì đó. Alo, BKB. Wow. Sao đây? Granite. Họ đi rồi. What the hell? Team Granite đã chết rồi, tiêu rồi. Coi như là nguyên team đi, hình như đi vô đó nổ cái đụng chết luôn. Oh my god. Thật là khủng khiếp. Ê. Đạn dược gì nhiều vậy? Máy vi tính. Mình không biết là hết series này mình sẽ làm tiếp series gì đây. Wow. Đó, các bạn nghe tiếng không? Mỗi lần cái chiếc máy bay đã bắn nó hú lên một tiếng nghe cũng kinh hoàng lắm. Đó, cái súng mình có hai chế độ ngắm nè, ngắm xa nè. Đó. Ngắm gần nè. Thấy không? Thanh niên này chắc đi rồi. Nhìn mặt ngơ ngác như là ngáo đá là biết rồi. Copy that, 02. We'll send in a SAR bird for evac. Not a good day to be dealt. Mà lên. Laptop này. Cái đó không phải laptop. Định mệnh nó nhìn cứ ngỡ quân mình. Ê, RPG. Yeah. Chắc phải giữ khẩu RPG bên mình quá các bạn ơi. Nếu có gì gặp xe tăng cho nó thì mình xử cho nó gọn. Kìa xe tăng tới nữa kìa. Oh man. Rồi xe tăng nhìn ghê vậy. À xe tăng cố đức. Đây là chiếc Leopard 2. Đây xe tăng đức nha. Nhìn thấy hầm hố vậy đó. Nhưng mà qua trung tâm thì cũng bị bắn banh như thường. Nghe lời quảng cáo của dọc xe tăng này nó ưu việt dữ dằn luôn. Nhưng mà qua trung đông bay nóc. Không hiểu tại sao. Mẹ nó. Đứa nào bắn vậy ta? Trong khi những chiếc T-90 của Nga thì có bị hư đó. Nhưng mà nó ít hơn cái mấy cái dòng của phương Tây các bạn. Không biết sao nha. Qua trung đông thì cái chiếc T-90 thì nó thiệt hại ít hơn, chứng tỏ là nó cũng có vẻ tốt hơn những chiếc này á. Mặc dù nó nhỏ hơn ha, chiếc T-90 nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn, còn mấy chiếc này nặng dữ dằn lắm. Nhưng mà ra tới thực chiến thì ăn vài quả tên lửa gì đó banh bay nóc, tên lửa dẫn đường gì đó, mình coi mấy thông tin trên báo mạng á các bạn. Mình rất hay xem những thông tin quân sự trên mạng cho nên là mình biết nhiều điều về các dòng xe tăng các kiểu. Mẹ đó.
mấy chiếc này cái giáp mặt trước của nó rất là dày ha. Đứa nào bắn vậy ta? Ui ý. Thôi đi theo bồ rồi. Núp theo đuôi chiếc xe tăng này bị tụi nó bắn hoài à. Mày khôn quá ha Sam anh. Tao tưởng mày nhận khôn hơn tao chứ. Mình đi theo mình cover cho chiếc xe tăng này. Mình phải rỉa mấy cái thằng chết mẹ. Rỉa mấy thằng này nè. Để thôi nó diệt chiếc xe tăng của mình nè. Ow. Trời ơi cái gì nổ ghê vậy. Chết mẹ sắp nhà luôn rồi. Ê nhà của tôi. Tòa nhà 10 tầng tôi mới xây. Định mệnh. Thôi rồi. Lần này là phải xây tòa nhà mới thôi các bạn ơi. Phải đền mới được. Tòa nhà đó xây chắc giá bằng một chiếc xe tăng thôi chứ nhiều. Nè này là khúc đầu nè. Sandman, Rich, Drop. Mấy này hình như là không có tên thiệt đâu, toàn là coi như là biệt danh á. Tụi này nó giấu danh tính hết rồi. À, tên anh này là Sandman, tức có nghĩa là người cát đó các bạn. Nè xe tăng của Đức nè, mắc kẹt trong đây luôn. Bộ ơi, sao mà dẫn tao vô một cái nơi mà nó sắp sập tới nơi vậy? Còn chỗ nào để đi không? Vô đây tao muốn tè ra quần luôn nè. Mỗi lần nó gung gung, nó lắc lắc là thấy vãi linh hồn rồi đó. Yeah. Ê, ai đây? Chơi game này phải cẩn thận. Em thôi mình bắn trúng bồ là gây cái biểu cảm khó đỡ cho bồ. Toàn là bắn như đít như gì đâu không à. Bồ nó có cái ác cảm đối với mình lắm. Do là tập nào mình cũng giết như đít hết. Ê, lấy spot 12 chơi đi. Này Red Dot hay sao? Spot 12 là phải chơi hologram. Đây, mấy em coi anh chỗ tài đây. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Bốn thằng. Bồ mày đừng có giành với tao chứ. Để tao thể hiện. Tao đang cầm cái súng quá ngon mà mày giành hết rồi. Mày này súng này bắn xa không ok, bắn gần á. Ấy chết mẹ không.
mình đi tìm cô gái này nè. Chết mẹ. Thôi rồi, nó đã bắt được. Cô gái đó rất là quan trọng đó. Cô gái đó giữ cái mã để mở mở cái đầu đạn hạt nhân, ý mở cái hệ thống vũ khí hạt nhân. Ok, sau khi hết tập này thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình ha. Các bạn nhớ cho mình một like cũng như là đăng ký theo dõi channel của mình. Rồi, bye các bạn. We're gonna have one shot to grab the president before he gives up the launch codes and Makarov turns Europe into glass. Once we get boots on the ground, it's gonna get lively down there. Hopefully you can keep up, old man. I know you Yanks like to take all the credit, so you...